ở cái trường hợp này thì chúng ta sẽ cố gắng đưa chữ vào bên trong cái phần hình ảnh và trong cái quá trình đưa này thì chúng ta có thể sử dụng thêm các cái lệnh clipping mask để chúng ta có thể là à, sẽ cho cái phần nó muốn hiển thị nó hiển thị còn cái thằng ẩn thì nó có thể ẩn đi thì lưu ý ở cái trường hợp này thì chúng ta tạm thời khóa cái ảnh lại này chúng ta sẽ chọn đến một cái chữ nào mà chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta muốn nó đại diện và nó chui vào bên trong cái phần ảnh của chúng ta ví dụ như ở đây thầy sẽ chọn cái à, một cái cụm chữ mà nó sẽ có cái tính chất như cái người đàn ông đang thực hiện đây luôn Thầy sẽ gõ ra cái cụm chữ làm Photography Sau đấy là thầy sẽ phóng to hoàn toàn cái phần này lên Thế thì chúng ta cũng sẽ tận dụng Chúng ta sẽ mượn luôn chính cái phần Cái mắt của cái ống kính này để cho vào cái chữ O Đây là một cái vấn đề phụ thôi Còn cái vấn đề chính là bây giờ chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng là chúng ta sẽ muốn Cho là cái nửa mặt bên này Thì nó sẽ xuất hiện còn cái nửa mặt ở bên chữ này thì nó sẽ chui ở bên trong chữ thế thì uh, nhiều bạn làm ấy thì thấy thấy đa số các bạn làm bằng cái phương án là chúng ta làm thành hai cái ảnh và như thế thì nó sẽ không thực sự hiệu quả và đến lúc chúng ta chỉnh sửa về sau nó cũng sẽ rất là khó thế thì uh, các bạn sẽ lưu ý là tạm thời mình sẽ create to outline nó mình ấn group ra và mình uh, sẽ căn chỉnh thêm các cái chữ ở đây để làm sao cho nó đẹp hơn lưu ý nhá chúng ta sẽ vẽ ra một cái bóc ở đây và cũng dựa theo cái tính chất mà chúng ta học ở các cái bài trước, chúng ta sẽ vào object, chúng ta sẽ chọn cái lệnh compound path này nghĩa là chúng ta sẽ gộp tất cả những cái này vào với nhau và nó cùng chịu chung một cái thuộc tính. Sau khi đã làm xong cái phần này rồi thì chúng ta sẽ unlock cái phần ảnh ra và chúng ta chỉ cần chọn hai cái đối tượng và chúng ta make clipping mask thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy nó rất dễ dàng, nó chui được tất cả bức ảnh của chúng ta vào trong một cái cụm mới của chúng ta ở đây. À, chúng ta có một chút cái phần nếu như mà các bạn à, muốn thì các bạn cũng có thể làm thêm những cái khoảng trống ở đây ví dụ như là chúng ta sẽ thêm một cái à, phần thông tin kiểu như là chúng ta sẽ có cái đoạn sapo ở trên này hoặc là chúng ta sẽ vẽ thêm một cái con dấu hoặc kép ở trên này nữa chúng ta sẽ có một cái phần sapo ở đây và như thế là cơ bản chúng ta đã hiểu được cái cách mà chúng ta sẽ tạo ra song hành với cái việc tạo này thì đôi khi nó cũng sẽ có một số cái mà các bạn có thể là sẽ tùy biến trong lúc à, sử dụng. Ví dụ như bây giờ thầy muốn làm cái phần hình ảnh của thầy nó chỉ tác động vào đến cái chữ phô thôi. Còn chữ tô nó sẽ làm là, nằm bên trong cái bức ảnh này. Thì các bạn sẽ nhìn này. Lúc này thầy sẽ chọn lại cái công cụ Direction và thầy sẽ chọn các cái điểm của cái bóc chữ nhật lúc nãy mà chúng ta sẽ tạo ra để cắt cái khuôn mặt này này. Lúc này chúng ta sẽ chọn hai điểm trên dưới, chúng ta vẫn sẽ dàng nhẹ, chúng ta kéo thì lúc này các bạn nhìn thấy là thầy sẽ kéo cái phần này vào Thì chúng ta kéo đến đâu thì nó sẽ hiển thị cái ảnh đến đấy Còn những cái chỗ mà không được hiển thị thì nó sẽ thành màu trắng Và với cái tư duy như lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là Chúng ta đã hoàn toàn có thể tạo ra được một cái việc mà sắp xếp hình ảnh Chạy vào trong chữ một cách rất là hiệu quả Đấy thì đây mới thực sự là cái cách làm nó chính xác nhất nhá Thì những cái bạn làm những cái môn liên quan đến kể cả, cả InDesign hay là những cái môn thiết kế sau này thì các bạn cũng lưu ý là thầy nhắc lại cái lệnh mà liên quan đến cái compound path này này là cái lệnh cực kỳ quan trọng nó là cái nâng cấp của cái group group thì nó sẽ không làm cái lệnh clip mark được nhưng mà nếu mà chúng ta dùng cái này thì chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề đấy